Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin gửi lời chào toàn thể anh em. Giới thiệu với anh em một cái lô hàng nhá. Một lô hàng câu liêm. Câu liêm hàng mới đặt được nhá, để phục vụ cho các bác đam mê chơi nhá. Với cái cây câu liêm này thì shop đang đặt làm hai mẫu các bác nhá, làm hai mẫu. Một mẫu là câu liêm kép, có nghĩa là nó có hai lưỡi như này các bác này. Lưỡi cong ở dưới và lưỡi ở trên thì gọi là câu liêm kép nhá. Và một lưỡi nữa, một cái mẫu nữa gọi là câu liêm đơn, đó là câu liêm có một lưỡi ở dưới này thôi. Các bác nhìn này, cái câu liêm này rất là chất lượng, hàng rất là đẹp. Cái hàng này là hàng đặt thợ rèn họ làm nhá. Cái độ cong này này, độ cong là rất tốt này, thì các bác mà giật cành là nó bám, nó không có trượt, nó không phải như cái câu liêm mong manh đồ chơi như là cái hàng mà mấy cái đại lý buôn khác làm đâu. Cái này là tôi phải đặt riêng thợ nò rèn, rèn thủ công mà họ rèn dao, rèn búa đấy, họ rèn cho mình. Đấy. Và những cái ốc này thì tôi sẽ tự hàn, và cái vòng tròn này thì cũng tự gõ này, tôi gõ này để lấy cho các bác này. Thế còn cái này là sẽ đặt người ta rèn. Các bác này nhìn lưỡi rất là bén, và quan trọng nhất là cái độ cong này, độ cong rất tốt. Với hai cái mẫu câu liêm này thì là các bác sẽ ứng dụng vào trong cái việc là sấy vào cái xào xào treo chim hay là xào gác cu gáy đấy. Đây trên này đã để sẵn cho mình một cái đầu gen, đã có gen 8 ly, và con ốc này là ốc 8 ly nhá. Các bác sấy vào đây thì các bác sẽ được một cái mũi câu liêm ở trên xào để phục vụ trong cái việc giật cành, giật nhánh, dọn dẹp để cho các bác treo lồng chim, treo nụp lên phục vụ trong cái việc săn bẫy nhá. Đấy, đây là một câu liêm đơn này. Đấy, hàng là hàng thực tế như này, shop bán hàng là bán hàng trên video thực tế, mới đặt được một lô hàng về câu liêm này mới có. Cái đây là cái câu liêm thợ rèn đấy nha các bác nhá, chất lượng rất là tốt, độ cong rất là cong, dấu hỏi cong luôn. Còn về giá thành nhá, cái câu liêm đơn này này, câu liêm đơn này sẽ là 90.000 các bác nhá, câu liêm đơn này 90.000. Câu liêm kép ấy, câu liêm có hai lưỡi này thì là 120 nhá các bác nhá. Cái giá này là giá nó chưa có tiền cước phí gửi đâu các bác nhá. Đây là tôi báo giá đơn thuần là giá hai câu liêm mà thôi. Và câu liêm này thì khi các bác mua theo phụ kiện, có nghĩa là các bác mua theo xào ấy, thì các bác sẽ được miễn phí cước nhá. Các bác mua theo xào thì chỉ tính cái câu liêm này là 90.000 và 120. Các bác mua riêng thì sẽ phải tính thêm tiền phí ship nhá. Bác nào có xào rồi, xào mua ở đơn vị khác mà câu liêm không ưng ý, các bác muốn sắm thêm câu liêm ấy thì là các bác cứ liên hệ nhá. Câu liêm riêng shop cũng ship. Còn các bác mà chưa có xào, các bác mua xào, mua kèm câu liêm vào thêm ấy thì càng tốt nhá. Nó đỡ được tiền ship thì giá thành nó sẽ rẻ đi. Còn cái hàng câu liêm này thì rất là chất lượng rồi. Các bác nhìn thực tế đây thì các bác thấy này, không nói quảng cáo nhiều. Hàng nó có như nào thì các bác nhìn thế này. Độ cong nó rất là tốt, lưỡi rất bén, nó không phải như là nó chắc chắn nhá. Nó không như cái hàng kia nó quá mỏng manh các bác ạ nhá. Đấy các bác cần nhu cầu về câu liêm, nhu cầu về xào gác cu thì các bác xào gác cu, xào treo chim, các bác liên hệ nhá. Shop có đủ các mẫu luôn. 3m, 4m, 5m và 6m, đủ các phụ kiện liên theo nhá. Túi vải để đeo xào này. Đấy, túi vải đeo xào. Câu liêm, rồi móc treo có đủ hết nhá. Các bác cần cái gì các bác liên hệ nhá. Các bác cứ liên hệ những cái số điện thoại mà tôi gắn ở dưới phần miêu tả nhé các bác nhá. Các bác gọi sau này không được, các bác gọi số khác sẽ có nhân viên nghe điện thoại trực và trả lời cho các bác. Này, hai cái mẫu câu liêm. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Các bác quan sát kỹ nhá. Đấy. Đây, hàng quay làm sao hay là gửi cho hàng các bác là đúng như vậy. Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.